Tại hội thảo, ngài đại sứ John Nelson công bố Đan Mạch sẽ tăng hỗ trợ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để củng cố cho sự tăng trưởng bền vững và việc làm tại Việt Nam. Chương trình sẽ tập trung vào nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, v.v. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai chương trình, Đan Mạch sẽ viện trợ phát triển chính thức 90 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015.